của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào bạn nhé, giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Rồi xong mà sao nhé? Tôi lịch giảm nó hơi gì nữa. Vì là tiếp tục không mà nữa. Thank you.
Như vậy xem chung nhau lại. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào bạn nhé, giờ xin vào chi tiết tô màu các bạn. Bước đi sớm. Đưa vào cái sàn đây.
Như vậy video mình kết thúc rồi các bạn.